Nữ ca sĩ Như Quỳnh, một đời tài sắc cả đời chuyên chuyên. Như Quỳnh tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như, sinh năm 1970 tại Quảng Trị, là con cả trong một gia đình có ba chị em. Như Quỳnh sớm trưởng thành và tỏ ra là một người con hiếu thảo. Một người chị biết lo toan chăm sóc cho hai em. Như Quỳnh có tuổi thơ cơ cực thiếu thốn về kinh tế. Sau khi sang Mỹ định cư và đầu quân vào giờ cuộc sống và sự nghiệp của Như Quỳnh bước sang một trang mới với nhiều điều tốt đẹp hơn quá trình trưởng thành của như quỳnh khá chân chuyên sinh ra với cơ thể suy nhược như quỳnh tưởng chừng như không thể sống tiếp khi rơi vào giai đoạn nguy kịch mẹ cô phải quỳ xuống cầu xin y bác sĩ cứu cô kỳ tích xuất hiện khi như quỳnh được cứu sống tình thương bao la quảng đại của người mẹ cùng nghị lực phi thường của bản thân đã giúp cô giành lại sự sống có lẽ ngay từ nhỏ ý chí kiên cường cùng bản lĩnh đã được cô thể hiện ra như thế có cha là thiếu tá ngành an ninh quân đội, nên sau khi hòa bình lặp lại, cha Như Quỳnh phải đi cải tạo cách mạng. Cuộc sống gia đình cũng từ đây mà suy yếu. Kinh tế khó khăn khiến cả nhà phải bán hết mọi vật dụng có giá trị. Gia đình phải lột cả cái lớp gạch bông ra bán từ từ, rồi những cái furniture trong nhà cũng lũ lượt ra đi luôn. Cũng bởi hoàn cảnh như thế, Như Quỳnh không thể theo học thanh nhạc, nhưng cô chưa bao giờ oán trách điều đó. Cô vẫn miệt mài rèn luyện, cố gắng nỗ lực từng ngày và quả thật trời cao không phụ người có lòng. Khi con đom đóm được bay trên không trung, nó sẽ phát ra ánh sáng dẫn đường. Như Quỳnh chính là con đom đóm ấy, cô luôn tìm ra lối đi giúp mình tỏa sáng trong bóng đêm. Sang Mỹ định cư như Quỳnh có cơ hội hợp tác với trung tâm Asia của nhạc sĩ Trúc Hồ. Cô trở thành ca sĩ độc quyền, được Trúc Hồ nâng đỡ hết mực. Thời tới cản không kịp, như Quỳnh nhanh chóng nổi tiếng chỉ với siêu phẩm người tình mùa đông đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, trở thành những lời hát quen thuộc trong lòng công chúng. Như Quỳnh tạo nên cơn sốt chưa từng có về cô áo đỏ đội mũ nồi cực duyên dáng. Mọi người say đắm trong giọng ca trong trẻo ngọt ngào đó đến nỗi, lỡ nghe rồi là chẳng cách nào rớt ra được. Nữ hoàng băng đĩa gọi tên Như Quỳnh khi đĩa nhạc chuyện hoa sim, lập kỷ lục doanh thu bán đĩa tại hải ngoại cơn sốt mang tên như quỳnh nóng hơn bao giờ hết trên khắp các mặt báo cô nổi lên như một hiện tượng và chưa bao giờ giảm nhiệt khi hình ảnh của như quỳnh luôn tràn ngập ở trên tv người hâm mộ phát cuồng vì giọng ta như thấu cả nỗi lòng người nghe giọng ta đẹp như tiếng chim hót lúc thánh thót khi trầm ngâm lúc dịu dàng khi hờn trách tạo nên những tuyệt phẩm sống mãi cùng năm tháng hiện tại không một ca sĩ trẻ nào có thể thể hiện ca khúc đó hay và thấu như như quỳnh lần lượt những cd của như quỳnh lập tức cháy hàng Cô trở thành thần tài của các hãng băng đĩa tại Mỹ, bởi cứ nghe đến tên Như Quỳnh là người hâm mộ sẽ mua ngay. Những bài hát gắn liền với tên tuổi của cô như Hoa tím ngày xưa, chuyện hoa sim người tình mùa đông, trả lại thời gian, đặc biệt là bài hát quốc dân Duyên phận. Nhìn vào hình ảnh Như Quỳnh, người đối diện có cảm giác vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, suối tóc dài thướt tha, vẻ đẹp mong manh nhưng không dễ vỡ, đôi mắt phượng đượm buồn nhìn xoáy trong tâm trí đối phương. Như Quỳnh không có nét đẹp sắc sảo mặn mà, mọi thứ ở cô là sự hài hòa tinh tế không quá nhiều, chỉ cần vừa đủ rung động. Chân mày vòng nguyệt có duyên, tóc mây gợn sóng tợ tiên non bồng. Như Quỳnh kết hôn khá muộn, khi bạn bè đã yên bề ra thất, cô vẫn cô đơn một mình. Có lẽ tính cách khép kín, cũng như nỗi ám ảnh khi cha mẹ ly hôn khiến Như Quỳnh không dám mở lòng với người khác. Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với cô khi thông tin Như Quỳnh kết hôn được lan ra. Chồng cô là kỹ sư không gian Nguyễn Thắng, anh chàng đang làm việc cho cơ quan chính phủ Hoa Kỳ này, có vẻ ngoài điển trai như minh tinh Hàn Quốc, hai người xứng đôi vừa lứa, ai cũng vui mừng vì cuối cùng cô cũng viên mãn. Nhưng cuộc đời chẳng có gì là mãi mãi, trăm năm hóa ra chỉ là lời nói thoáng qua, cặp đôi ly hôn vào năm 2015 với lý do không mang lại hạnh phúc cho nhau, dù đã có một con gái chung. Sự tan vỡ khiến người hâm mộ xót xa cho Như Quỳnh, một cô nàng tài năng mà lắm chuyên chuyên. Như Quỳnh tâm sự buồn bã nói sau khi ly hôn tôi thường ngồi trong bóng tối và khóc phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu vẫn là phải yếu họ cần được bảo vệ và trời che cuộc chi ly nào cũng chứa đựng nước mắt như quỳnh có thể chống chọi với đầu sóng ngọn gió nhưng chẳng thể ngăn được sự yếu đuối trong tâm hồn Thực hư thông tin Mạnh Quỳnh đột ngột qua đời, cộng đồng mạng phẫn nộ khi biết sự thật. Mạnh Quỳnh chia sẻ bài đăng khá dài tâm sự với khán giả về chuyện không vui mình vừa gặp phải. Nam ca sĩ cho biết vừa phát hiện năm cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn từ bạn bè. Đang hoài nghi thì một người bạn gọi lại hốt hoảng hỏi Sáng giờ có chị tổ chức show ngày 23 tháng 4 ở Lake Charles Mà mày sắp hát đó Chị nói với tao là Mạnh Quỳnh chết rồi Tao nói đùa với chị đó là một năm Mạnh Quỳnh bị đột quỵ 2-3 lần và chết 2-3 lần chị ơi Chị ấy cứ bảo là thật đấy Chị mới đọc tin tức trên mạng ấy chị nói cũng nghiêm túc lắm Làm tao hoảng hồn nên gọi mày xem sao mà gọi hoài mày không nghe máy Làm tao tưởng thật Giờ mày nghe rồi tao nhẹ nhõm để trả lời cho chị ấy biết Để khỏi tìm ca sĩ khác thế mày Trong show 23 tháng 4 sắp tới của chị ấy Ngắn ngầm trước chuyện này Mạnh Quỳnh cho biết Anh tưởng rằng những thông tin thất thiệt như vậy Vốn chỉ lừa được khán giả vô tư dễ tin Nhưng hóa ra người trong nghề cũng bị sập bẫy Mạnh Quỳnh bức xúc khi bị bịa đặt thông tin lên án hành động kiếm tiền bằng việc theo dệt bôi nhọ người khác. Mạnh Quỳnh nói thêm đây cũng là lý do khiến anh từ một người không dùng mạng xã hội đã phải chơi Facebook. Thỉnh thoảng Mạnh Quỳnh sẽ đăng bài để khán giả yên tâm. Dưới phần bình luận, cư dân mạng đồng cảm với Mạnh Quỳnh, tức giận thay cho nam ca sĩ. Nhiều người mong anh sẽ làm căng để tình trạng này không tái diễn. Trước Mạnh Quỳnh, nhiều nghệ sĩ dù đang sống khỏe mạnh, vẫn bị đồn qua đời đột ngột. Sau mỗi lần như vậy, họ phải lên sóng giải thích, đính chính để khán giả yên tâm. Ca sĩ Mạnh Quỳnh, tôi dễ bị đột quỵ, hai tháng qua bệnh không đi hát được, về Việt Nam tham gia hoạt động từ thiện hôm 19 tháng 10, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã có những chia sẻ tâm sự thẳng thắn về cuộc sống hiện tại, cũng như cách anh đối mặt trước loạt tin đồn tranh cãi tiêu cực kể từ khi Phi Nhung qua đời. Nghệ sĩ cho biết anh vốn sống khép kín nhưng hơn một năm qua vướng không ít tin đồn tiêu cực. Anh muốn giữ im lặng nhưng cũng không thể tránh khỏi những lần phải lên tiếng phản bác chia sẻ về những tranh cãi của dư luận mạnh quỳnh nói tôi là nghệ sĩ tôi đi hát có làm tổn hại đến ai đâu nhưng người ta vẫn nói vẫn chửi được những người đó vốn không thích tôi từ xưa rồi họ cứ châm dầu vào lửa tôi đính chính gì bây giờ nhưng cũng không im lặng mãi được sự im lặng như bong bóng một ngày nào đó nổ tung ảnh hưởng sức khỏe tinh thần mình nên đôi khi tôi cũng có phản bác lại nhưng tôi phản bác không phải dùng từ thô thiển như người ta nói với tôi người ta ghét tôi thì nói gì người ta vẫn cứ ghét không thể thay đổi cách nghĩ của họ vì tin đồn lăng xê gặp gỡ nữ ca sĩ này ca sĩ kia, thậm chí bị đồn ly hôn, Mạnh Quỳnh bức xúc, gia đình tôi vẫn hạnh phúc tại sao nhiều người theo dệt. Chuyện tôi hát với người này lăng xê ca sĩ kia đâu phải chuyện của họ, bây giờ tôi cứ sống vô tư và âm thầm mọi thứ thôi. Mạnh Quỳnh nói bà xã là người thấu hiểu, không quan tâm tin đồn và cũng không bận tâm chuyện công việc của anh. Nghệ sĩ cho biết, dù buồn vì những lời theo dệt, nhưng anh không để sự tiêu cực ảnh hưởng quá nhiều. Đôi khi người ta không nhìn nhận cái tốt của mình mà cứ soi xét cái xấu nhiều hơn. 20 năm làm nghề, tôi vẫn sẽ sống như trước là người như thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Tôi vẫn làm đúng lương tâm mình, không làm gì có lỗi với gia đình, mọi người xung quanh. Các sĩ Mạnh Quỳnh cho biết thời gian qua anh về nước thường xuyên hơn để giúp đỡ các con nuôi của Phi Nhung. Tôi kết nối chương trình dìu dắt mấy đứa nhỏ, tôi làm theo cái tâm chứ không ai ép buộc, tôi cũng không hứa trước nhưng sẽ giúp trong khả năng cho phép. Tôi nghĩ Nhung sẽ an lòng khi ra đi mà vẫn có một người bạn tiếp nối tâm nguyện của cô ấy, Mạnh Quỳnh chia sẻ. Mạnh Quỳnh cho biết, hơn một năm kể từ ngày người tình sân khấu qua đời, anh vẫn chưa nguôi ngoai nỗi tiếc thương. Cuộc đời tôi ngày nào còn đi hát, còn nghe nhạc, còn nhìn những hình ảnh tôi và Phi Nhung trên Youtube hay ở đâu đó, thì tôi chưa nguôi ngoai được. Dù 5 năm, 10 năm cũng không thể quên được. Hơn một năm rồi tôi vẫn chưa tin là Phi Nhung đã ra đi. Trong lòng tôi, Phi Nhung lúc nào cũng bên cạnh. Ca sĩ tâm sự. Mạnh Quỳnh giải thích thêm, anh không từ chối hát, với những giọng ca nữ khác nhưng hạn chế vì hình ảnh của tôi và Phi Nhung gắn bó cùng nhau hơn 20 năm, những màn song ca trên sân khấu đã in sâu trong lòng khán giả, đó là lý do chính khiến tôi hạn chế kết hợp cùng nghệ sĩ khác. Sau khi về Việt Nam hôm 18 tháng 10 Ca sĩ Mạnh Quỳnh bị ốm phải chuyển nước biển để hồi phục. Anh cho biết gần đây phải bay đi bay về nhiều nên luôn ý thức giữ gìn sức khỏe. Nam ca sĩ thừa nhận bước sang tuổi 50, điều duy nhất anh lo lắng là không đủ sức khỏe, nhìn các con lập gia đình. Qua tuổi năm 52 tôi bệnh rất nhiều, hai tháng qua tôi bệnh và không đi hát được. Bác sĩ không cho tôi bay đường dài nhưng tôi vẫn lén đi vì đó là công việc. Mối quan tâm duy nhất của tôi là làm sao có đủ sức khỏe để lo cho hai con đến khi trưởng thành. Tôi bị mỡ máu cao nên dễ bị đột quỵ, thi thoảng tôi thấy trên mạng đồn tôi bị đột quỵ nhưng sắp thôi chứ chưa đến nỗi. Mạnh Quỳnh tiết lộ niềm vui cuộc sống hiện tại là đưa đón con đi học, đầu tư phòng thu tại nhà, nghĩ ý tưởng viết sách. Anh từng hứa với các con rằng 55 tuổi anh sẽ nghỉ hưu, nhưng tương lai ra sao vẫn chưa biết trước. Tôi hứa như vậy nhưng chỉ 50-50 thôi vì tùy thuộc vào sức khỏe. Đến 55 tuổi mà mình vẫn còn đứng hát được, khán giả còn yêu thương thì tại sao tôi lại nghỉ? Từ khi Phi Nhung ra đi, tôi cố gắng hát nhiều hơn để đáp đền tình cảm của khán giả. Mạnh Quỳnh nói. Ca sĩ Mạnh Quỳnh sinh năm 1971 là người Mỹ gốc Việt. Anh bắt đầu song ca cùng Phi Nhung từ cuối thập niên 90, trở thành cặp ca sĩ ghi dấu ấn trong lòng khán giả yêu thích thể loại nhạc trữ tình quê hương với nhiều nhạc phẩm như Xa Người Yêu, Thành Phố Buồn, Tân Cổ Giao Duyên, Dù Anh Nghèo, Sầu Tím Thiệp Hồng, vân vân. Mạnh Quỳnh, nhiều bệnh, suýt bị độc quỵ, muốn giải nghệ tuổi 55 gắn cường vì lời hứa với Phi Nhung. Phi Nhung Mạnh Quỳnh là cặp bài trùng nổi tiếng trong làng nhạc Việt, sau khi cố ca sĩ Phi Nhung ra đi mãi mãi, Mạnh Quỳnh vô cùng thương tiếc và chưa quên được nỗi đau mất người bạn tri kỷ. Mới đây, nam ca sĩ có những chia sẻ về cuộc sống của mình ở tuổi 55. Vừa qua, Mạnh Quỳnh có chuyến trở về Việt Nam tham dự đêm nhạc từ thiện để giúp đỡ các con nuôi của Phi Nhung. Tại đây, nam ca sĩ có những trải lòng về nỗi đau mất đi người bạn tri kỷ và tình hình sức khỏe của anh. Mạnh Quỳnh vẫn đang cố gắng thực hiện di nguyện của cố ca sĩ Phi Nhung để người bạn yên lòng. Dù hơn một năm trôi qua, nhưng nam ca sĩ vẫn chưa thể nguôi ngoai được nỗi đau khi bạn tri kỷ ra đi. Sau khi Phi Nhung ra đi, Mạnh Quỳnh vẫn hạn chế hát cùng những nữ ca sĩ khác. Nam ca sĩ chia sẻ, không hẳn từ chối nhưng tôi hạn chế. Một phần vì hình ảnh của tôi và Phi Nhung gắn bó cùng nhau hơn 20 năm. Từng ca khúc với màn sông ca trên sân khấu hay băng nhạc đã in sâu trong lòng khán giả. Đó là lý do khiến tôi hạn chế kết hợp cùng ca sĩ khác. Bên cạnh đó, Mạnh Quỳnh tiết lộ về tình hình sức khỏe ở tuổi U55 của mình. Nam ca sĩ cho biết, sức khỏe của anh giờ đây xuống dốc, thậm chí anh còn từng cảm thấy bản thân suýt bị đột quỵ vì cứ liên tục mệt mỏi. Anh tâm sự, tuổi này tôi thấy mình bệnh rất nhiều. Cơ thể như chiếc xe chạy lâu năm xuống cấp cần tu dưỡng. Dù không nói ra nhưng gần 2 tháng qua tôi không thể đi hát. Bác sĩ thậm chí không cho tôi bay các chuyến bay dài vì lo cho sức khỏe của tôi có vấn đề, bệnh tình trở nặng sẽ không kịp cứu chữa. Đôi khi cảm giác như đột quỵ vì nhức đầu cơ thể mệt mỏi, cả ngày tôi nằm một chỗ phải nhờ ekip mua thuốc truyền nước biển để tránh hoàn thành show diễn. Ngoài ra, Mạnh Quỳnh còn dự định giảng nghệ ở tuổi 55 vì lời hứa với các con, Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn còn xem xét tình hình sức khỏe của bản thân và sự yêu thương từ khán giả dành cho anh. Mạnh Quỳnh bộc bạch: "Tôi đã hứa với hai con 55 tuổi nghỉ hưu, tức là 3 năm nữa. Cái đó tôi nói thế nhưng không biết có làm được không. Bởi giờ mình hứa nhưng chỉ 50 50 thôi. Vì tùy thuộc vào sức khỏe, đến 55 tuổi vẫn còn đứng hát được, khán giả còn yêu thương tại sao tôi lại nghỉ? Nhất là sau khi Phi Nhung ra đi, tôi nguyện với lòng sẽ hát nhiều hơn bù cho phần của cô ấy." Trước đó trong một đêm nhạc, Mạnh Quỳnh quyết định nhận Tuyết Nhung và Thiên Ngân làm con nuôi. Cụ thể, sau khi hát xong, ca khúc Hai con nuôi cố nghệ sĩ Phi Nhung đã mời người bạn tri kỷ của mẹ nắng lại sân khấu và bày tỏ, chúng con mất một người mẹ, bây giờ chúng con muốn thay đổi các xưng hô với chú. Chú cho con được gọi chú một tiếng là cha được không? Nhìn sâu thẳm trong đôi mắt của chú, chúng con thấy được bóng dáng của mẹ Nhung. Đáp lại lời ngỏ từ hai cô gái nuôi của người tình âm nhạc, Mạnh Quỳnh cho biết rất tự hào và thương các con của Phi Nhung. Nam ca sĩ nói, chú thương hai đứa lắm nên bây giờ chú đồng ý. Trong thời gian qua, Mạnh Quỳnh dành nhiều thời gian và tâm huyết cho đàn gà con. Cách anh gọi các hậu duệ của cố ca sĩ Phi Nhung. Thời gian ở Mỹ, anh vẫn thường xuyên gọi điện, tâm sự hay chỉ bảo cách hát, cách diễn và cùng thu âm với các con nuôi của Phi Nhung. Anh cũng sáng tác nhiều ca khúc riêng Donnie đóng giày cho các con của người bạn tri kỷ. Nói về sự quan tâm dành cho các con nuôi của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh tâm sự. Tuy đây không phải là trách nhiệm của mình, nhưng là sự hỗ trợ về tinh thần cũng như tấm lòng mà anh dành cho những đứa con của tri kỷ. Mạnh Quỳnh lên tiếng trấn an khán giả đính chính thông tin đột ngột qua đời. Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Mạnh Quỳnh hiện vẫn là nam ca sĩ đắt show ở trong nước lẫn hải ngoại. Mỗi sân khấu có sự xuất hiện anh đều nhận được sự săn đón nồng nhiệt từ khán giả. Mới đây trên trang cá nhân Mạnh Quỳnh không khỏi bất lực khi biết bản thân suýt bị hủy show phút chót vì có thông tin cho rằng anh đã đột ngột qua đời. Cụ thể vào sáng chủ nhật vừa qua, Mạnh Quỳnh nhận được hai cuộc gọi nhỡ từ bạn thân của một bầu show. Sau khi chủ động gọi lại cho người bạn, nam ca sĩ đã từng thuật lại câu chuyện tới đông đảo khán giả từ lời của bạn thân. Sáng giờ có chị tổ chức show ngày 23 tháng 4 ở Las Vegas, mà bạn sắp hát đó chị nói với tôi là Mạnh Quỳnh chết rồi. Tôi nói đùa với chị đó là một năm Mạnh Quỳnh bị đột quỵ hai ba lần và chết hai ba lần chị ơi. Chị ấy cứ bảo là thật đó. Chị mới đọc tin tức trên mạng xong nè, thấy chị nói có vẻ nghiêm túc lắm, làm tôi cũng hoảng hồn nên gọi bạn xem sao. Mà gọi hoài bạn không nghe máy làm tôi tưởng thật. Giờ bạn nghe điện thoại rồi thì tôi nhẹ nhõm để trả lời cho chị ấy biết, để khỏi tìm ca sĩ khác thấy bạn trong show 23 sắp tới của chị ấy. Đứng trước câu chuyện của bạn thân và bầu show, Mạnh Quỳnh ngạc nhiên cho rằng những thông tin như vậy chỉ có thể lừa những khán giả vô tư, dễ tin. Anh không ngờ những đồng nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng bị sập bẫy. Mạnh Quỳnh nói thêm, thế mới biết trong cuộc sống có nhiều cách kiếm tiền khác nhau nhưng con người chúng ta lại có người chọn cho mình cách làm việc và kiếm sống bằng cách bôi nhọ theo dệt bịa đặt những chuyện không nói có chuyện ít nói thêm cho nhiều để mang lại quyền lợi cho mình bất kể làm cho những người khác tổn thương hay gặp phiền phức cuối cùng mạnh quỳnh khẳng định tình hình sức khỏe bản thân vẫn ổn đó là lý do tại sao một người như ca sĩ mạnh quỳnh không chơi facebook trong suốt bao nhiêu năm ca hát mà bây giờ phải đăng bài viết thường xuyên như vậy cốt để cho những khán giả yêu thương mình an tâm là mình vẫn khỏe dưới phần bình luận đa số khán giả bày tỏ phẫn nộ trước hành động của những người bất chấp tất cả để tạo ra thông tin sai sự thật liên quan đến mạnh quỳnh